Chào mọi người nha. Hôm nay nhà em có đầy đủ các loại đây các bác này. Đen dâu mùa xuân này, màu tím đậm này, cát này, cát các loại này. Nhiều loại lắm nhé các bác nhé. Trưa nay 11 rưỡi đến 12 giờ em vẫn live stream như bình thường nhá. Mọi người vào ủng hộ cho em với nhá. Màu đậm chưa? Đây là đen Úc. Đen Úc đang hoa ở đây các bác này. Mới đang nụ thôi. Hoa chưa ra đến đâu. Cửa hàng em thì đây hàng này đang sưng mắt này. Sưng mắt nứt nụ gần. Hôm nay ở đây là đã đầy đủ hết rồi. Đấy, sưng mắt nứt nụ này. Nụ đấy các bác ạ. Đây. Quay cho các bác một số loại nhá. Xong rồi nếu mà mọi người mà cần những loại gì thì với em báo em về em gửi cho. Hôm nay có cả sô cô la rồi đấy, sô cô la hoa thơm. Đài Châu ạ. Không em ạ, chị đâu có mang xuống đây đâu. Chị đâu có mang xuống đây. Chị ba hôm nay đi làm rồi đó. Vâng vâng. Tôi ở trên vườn rồi. Em mang xuống. Đây. Mọi người thích loại gì thì hái loại đó nhé. Đầy đủ các chủng loại cho bác. Trưa nay 11 giờ đến 12 giờ em vẫn live stream nhé mọi người nhé. Em vẫn live stream bán hàng như thường lệ. Cây bắt đầu nứt nụ hết rồi. Xin chào mọi người nha.